Another bright, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making. Lời đầu tiên, Hoàng Lan Huy Cang xin gửi tới các quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Bài thứ nhất là bài hát Trai Đẹp Thân, nhạc của Pháp. Bây giờ lại khuyên đi vào đời, nhưng mà con trai đi vào.